Tùng Sở Vật xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tùng Sở Vật lại nhận sửa một cái cây vợt Sirius của khách hàng. Thì đây là một cái cây vợt Sirius trăm bạc. Thì tình trạng của cái cây vợt này thì cũng khá là tệ. Thứ nhất là nó bị ẩm mốc, thứ hai nữa là nó bị viền xung quanh này, diềm hầu như là bị bong bổ rất là nhiều rồi. Cũng đã có một số cái vết vá bằng keo 52 là mình cưa. Và đây là cái tình trạng hiện tại của cây vợt. Thứ nhất là nó bị mốc này, nó bị ẩm mốc. Đấy, mốc màu đen đây. Và thứ hai là các cái vết vá bằng keo 52, rồi các cái chỗ sứt mẻ đây. Đấy. Và trong quá trình người ta vá thì nó bị chảy keo 52 này. Đấy, nó chảy keo 52 vào trong vợt này. Đây. Đó. Đây. Cán và măng cá thì rất là bẩn rồi. Cán này thì cũng đã chám vá một miếng ở đây, nó không được thẩm mỹ lắm, nó sần sùi. Bên mặt bên đây cũng vậy, bên mặt bên đây cũng keo chảy tùm lum tùm la đây, đây. Đấy, chảy vào trung tâm vợt này. Đấy, cứ dựng vợt như thế này, nhỏ keo sẽ chảy vào đây, dựng như thế này, nhỏ chảy đây, đây đây, và dựng như thế này, nhỏ keo nó chảy vào đây. Đấy. Đấy, đây là cái tình trạng hiện tại của cây vợt này. Thì bây giờ để sửa cái cây vợt này thì trước tiên là Tùng sẽ phải vệ sinh cái cây vợt này trước đã. Rồi sau khi vệ sinh sơ qua bước 1 thì bắt đầu mới vệ sinh bước 2 là tẩy cái mốc này. Rồi sau đó mới vá được. Hai cái bên măng cá này ấy, thì cây vợt hầu như cây vợt nào nó cũng rất là bẩn. Thì do các anh chị đánh đi chơi bóng về thì các anh chị không chịu vệ sinh nó lâu ngày, mỗi một ngày nó bám một ít mồ hôi rồi ghét nó bám vào đây, kể cả cái cán này nữa. Nó rất là bẩn. Và bây giờ muốn nó sạch sẽ được thì sẽ phải vệ sinh nó. Tiếp theo thì sẽ đến cái công đoạn là vệ sinh cái cán này. Bây giờ sẽ để như thế này chờ khoảng 15 phút. Sau khi đã được khoảng 15-20 phút thì bắt đầu chúng ta sẽ vệ sinh cái cán này một chút rồi chúng ta sẽ lau đi là xong. Cây vợt sau khi mà tẩy mốc xong thì được sấy khô. Sau khi cái cây vợt đã được tẩy sạch, vệ sinh sạch sẽ và sấy khô thì bây giờ sẽ đến cái công đoạn là vá cái cây vợt này. Thì để vá được cái cây vợt này thì bây giờ sẽ phải cắt tỉa. Đó. Phải căn chỉnh làm sao mà cắt ít nhất có thể để vá. Đấy. Như những chỗ này là phải loại bỏ hết các cái này đi. Đấy.
chỗ nào cần cắt là sẽ phải cắt để vá cho nó đẹp lại cái mặt này. Cái vết đen này sẽ loại bỏ hết này. Toàn bộ cái vệt này là sứt hết rồi này. Đấy. Đây sứt này, đây sứt này, đây này. Cạnh bên đây cũng vậy này. Cái công đoạn lâu nhất và mất thời gian nhất trong cái quá trình sửa một cây vợt thì có lẽ là cái công đoạn cắt tỉa, loại bỏ những các cái chỗ bị hỏng, bị xấu như thế này. Đó. Thì đối với các cái cây vợt mà đã từng bị sửa đắp bằng keo 502 và mùn cưa thì càng lâu hơn, bởi vì là cái mùn cưa nó cứng à. Sau đó là mình sẽ phải cắt gọt, mài nó đi. Nhiều cây còn bị phồng cốt lên thì còn phải khoét lõi để mà ép nó xuống, lạm bỏ đi, ép nó xuống để cho cái cốt nó phẳng, nó bằng nhau. Sau một hồi cắt tỉa thì cái cây vợt nó đã được loại bỏ hết các cái phần vá xấu này, rồi cái phần bị sứt mẻ. Sau khi tất cả các miếng vá đã được vá xong thì bây giờ cái việc tiếp theo sẽ là chám cái bột gỗ vào đây, bởi vì cái mức độ nó bị hao hụt, nó không chưa đến mức phải cho gỗ được. Đấy, chưa có thể cho gỗ lõi vào được thì sẽ chám bằng mùn cưa vào đây hai bên này. Đó, sau đó thì sẽ mài lại cái này cho nó nhẵn. Đây là một cái mẫu dưỡng phổ biến cho các cái cây vợt Sadius. Bây giờ mình sẽ đo vào đây để mình lấy cái chuẩn của nó. Sau đó thì mình sẽ mài, mài bớt các phần thừa đi. Cái chỗ cán này bị sứt thì vào đắp keo.
cái tem của bạn này nó bị dính cái gì ấy, nó màu nó nâu. Bây giờ mình sẽ trà qua đi cho nó rõ cái chữ này. Quý anh chị và các bạn vừa mới theo dõi một cái video toàn bộ cái quá trình mà Tùng sửa vợt sửa một cái cây vợt Sarius nó bị hỏng, nó bị mẻ nhiệm xung quanh và nó bị ố mốc. Thì toàn bộ cái quy trình sửa như thế nào thì Tùng đã làm video và chia sẻ cùng với quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn có nhu cầu sửa vợt thì liên hệ với Tùng qua số điện thoại 0357777599. Tùng sẽ để cái số điện thoại của Tùng ở dưới phần mô tả của video. Tùng sửa vợt xin dừng cái video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Tùng sửa vợt chuyên sửa các loại vợt.